Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách reset Word, Excel, PowerPoint về mặc định như lúc ban đầu. Trong quá trình sử dụng Word, Excel, PowerPoint á, các bạn chúng ta đã vô tình thiết lập các tùy chọn và các cài đặt. Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng, các bạn chúng ta lại không thích các thiết lập và cài đặt này nữa và các bạn chúng ta muốn xóa nó đi. Nhưng các bạn lại không biết là vô đâu để xóa. Thì trong trường hợp này, tốt nhất là các bạn chúng ta nên reset nó lại về mặc định như lúc ban đầu. Thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách reset Word, Excel, PowerPoint về mặc định như lúc ban đầu theo hai bước sau đây. Bước 1 á là các bạn chúng ta sẽ mở hộp tìm kiếm bằng cách bấm tổ hợp phím là Windows R. Sau đó các bạn chúng ta sẽ nhập từ khóa có tên là Regedit này và bấm Enter. Sau khi các bạn chúng ta bấm Enter á thì lúc này á nó sẽ xuất hiện cửa sổ là Regedit G Editor và bạn mở thư mục theo đường dẫn như sau đó như sau và cái ở thư mục 16 này tùy vào phiên bản mà các bạn chúng ta chọn nha đối với bạn nào mà sử dụng Word Excel PowerPoint bản là 365 2019 và 2016 á, thì bạn chọn thư mục là 16 còn đối với bạn nào mà sử dụng Word Excel PowerPoint bản 2013 á, thì bạn chọn là thư mục 15 còn đối bạn nào sử dụng là phiên bản 2010 á, thì bạn chọn là 14 còn bạn nào sử dụng là phiên bản là 2007 thì bạn chọn là thư mục 12. Và cuối cùng bạn nào sử dụng là phiên bản 2003 thì bạn chọn thư mục là 11. Thì trước khi tôi hướng dẫn cho bạn cách reset Word Excel PowerPoint về mặc định ban đầu á thì ở đây tôi sẽ cho các bạn xem các thiết lập mà tôi đã thiết lập với Word của tôi này. Thì bạn thấy ở đây này, Word của tôi á đang sử dụng là có thanh thước và đơn vị ở đây á là đơn vị cm này. Sau đó tôi sẽ vào file này. Option. Rồi ở đây tôi chọn cell này. Thì các bạn thấy ở đây tôi đã chọn nơi lưu mặc định đó là ở desktop. Và thời gian tự động lưu là 1. Rồi bây giờ tôi sẽ reset quật lại, quay về mặc định lúc ban đầu xem thử các thiết lập này á nó có bị xóa đi hay không. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm theo các bước sau đây. Đầu tiên á, các bạn chúng ta sẽ bấm tổ phím là Windows R. Bấm vào Windows R. Thì lúc này á, nó sẽ xuất hiện một hộp thoại tìm kiếm có tên là Run. Bây giờ các bạn chúng ta sẽ nhập từ khóa có tên là regedit này. Các bạn nhập vào. Sau đó các bạn chúng ta sẽ chọn vào OK. Thì lúc này á, nó sẽ xuất hiện cửa sổ có tên là Registry Editor. Rồi ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào một là HK Current User Rồi sau đó các bạn chúng ta sẽ chọn vào một là Software này Ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn theo đường dẫn sau đây này Current Software Microsoft Rồi Office Rồi ở đây tôi sẽ chọn là Software này Tiếp theo tôi sẽ kéo xuống Tôi chọn là Microsoft Đây vần M Tôi kéo xuống vần M này Microsoft Tôi chọn vào Tiếp theo tôi sẽ kéo xuống Tôi chọn là Office Vâng O Đây Vâng O đây Office đây Tôi chọn vào Thì các bạn chú ý nha Nếu mà các bạn chúng ta sử dụng Office 2019 2016 và 365 á Thì chọn 16 nha Ở đây tôi đang sử dụng là bản Office 2019 Nên ở cửa sổ là Registry Editor Tôi sẽ chọn vào thư mục là 16 này tôi chọn vào. Rồi bây giờ tôi sẽ kéo xuống. Nếu mà tôi muốn quật nó quay về mặc định lúc ban đầu á thì tôi sẽ bấm phải chuột vào nó này. Sau đó tôi sẽ chọn là delete. Chọn z, yes. đó, tôi xóa nó đi. Lúc này nó sẽ quay về mặc định lúc ban đầu. Còn nếu mà các bạn chúng ta muốn làm các phần mềm như là Excel, boy nó quay về mặc định á thì các bạn cũng ta cũng làm tương tự bằng cách là bấm phải chuột vào nó và chọn delete thì lúc này nó sẽ quay về mặc định ở đây tôi chỉ muốn quật quay về mặc định lúc ban đầu thôi nên tôi chỉ xóa là thư mục là quật rồi bây giờ tôi sẽ tắt cửa sổ là Registry Editor đi Bây giờ tôi sẽ tắt quật đây nè Done sell. Sau đó tôi sẽ khởi động lại quật Sau đó tôi sẽ chọn vào Plan Document Thì các bạn thấy lúc này á Quật của tôi thanh thước nó không xuất hiện Bây giờ tôi sẽ làm cho thanh thước xuất hiện Mặc định lúc ban đầu á, trước khi tôi reset á thì thân thước nó có nha. Bây giờ tôi sẽ vào tab view này. Tôi tích vào một ruler. Thì các bạn thấy lúc nãy á, trước khi reset á, đơn vị đo của tôi á là cm. Sau khi reset á, nó đã quay về mặc định lúc ban đầu, tức là nó sẽ chuyển thành đơn vị là in. Bây giờ tôi sẽ bật là hộp thoại là basic up lên. Thì các bạn thấy lúc này á, đơn vị đo của quật là đơn vị in. Trước khi reset tôi đã chỉ qua cm rồi Rồi sau đó tôi sẽ vào file này Tôi chọn vào mục option Sau đó tôi chọn vào cell này Các bạn thấy ở đây này Trước khi tôi reset á Thì ở đây là một phút Sau khi reset á Nó quay về mặc định là 10 phút này Còn thư mục lưu á Là trước khi reset á Tôi đã chọn ở mục desktop Rồi sau khi reset á Nó đã chọn là document chứng tỏ là tôi đã reset quạt của tôi quay về mặc định lúc ban đầu còn đối với Excel Bore Boy á thì các bạn chúng ta cũng làm tương tự nha tiếp theo tôi sẽ chọn advance này để tôi đổi đại đơn vị đo rồi tôi kéo xuống sub measurement rồi tôi sẽ chọn là cm ok đó như vậy là trong video này tôi đã hướng dẫn cho bạn cách reset quạt Excel Bore Boy về mặc định như lúc ban đầu nếu thấy video hay, hữu ích thì các bạn chúng ta hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn bạn đã theo dõi.